Rồi, ok các bạn nha. Cái máy thế này thì mình đã căn xong xuôi rồi. Keo thì mình sẽ dán nha. Cái này mình có bấm gờ cho nên cái chỗ này nó sẽ có một cái độ hở dán keo luôn. Nói chung là những cái xe độ thì tốt nhất mình dán keo cho nó chắc, khỏi xì rong xì nhớt mất công mệt mỏi về sau đúng không? Rồi, cam thì mình đi cam M03 25 nha. Nó sau đầu thì CBR các bạn biết rồi. Bữa nay thì mình không có mài theo kiểu cũ nữa. Nếu mà các bạn theo dõi kênh của mình ấy, thì biết là cái cách mài ngày xưa của mình như thế nào, nhưng mà cách mài mới bây giờ thì mình chưa tiết lộ đúng không? Thôi thì mai mốt mình làm mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Thực sự bên mình nói ấy, các bạn nhiều khi bảo mình không có kinh nghiệm hay thế nọ thế kia, nhưng mà khách tới mình dyno đã làm ở lò này lò kia, đã tới dyno bên mình thì mình đã cảm nhận những cái bài người ta làm rồi, là có những cái xe tới đây khắc phục ấy thì mình tháo ra mình xem những cái kiểu lò xo người ta đi, mình test như thế nào, mình thấy cái độ kêu nó như thế nào, mình cảm nhận được rồi. Cho nên là khi mà mình làm cái này thì mình đã gom đủ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm và những cái loại lò xo mà đã có vấn đề nha. Có những cái mà mình thấy xe khách đã gắn lên rồi mình thấy nó có vấn đề như vậy ấy, thì mình có một chút kinh nghiệm đúng không, nhưng mà có những cái mà mình đã gắn thực sự trên xe, giống như cả ngày xưa mình đi ICS, Line, rồi là những cái loại lò xo mà cái cấu trúc nó đều nhau đấy, thì mình thấy nó có cái độ rào nha. 5-6 ngàn tua tới đấy, tới cái tần số rung động của nó sẽ rào rào, nghe nó hơi khó chịu. Chạy thì vẫn được, các bạn gắn vô chạy thoải mái, nhưng mà nếu mà các bạn kỹ tính mà nó êm nhất ấy, thì chỉ có xe BR này là mình thấy nó ok nhất thôi. Hoặc là BRT nha các bạn. BRT thì nó cũng êm, cái cấu trúc của nó cũng ok, cái độ đàn hồi nó cũng nhanh, nó nhẹ. Đó. Nói chung là cái BRT thì cũng ok. Nhưng mà như BRT thì mình thấy nó có những cái hiện tượng nó bị gãy mà. Cho nên là mình cũng không có sử dụng tới nó nha. Thì tùy thôi, các bạn sử dụng BRT thì mấy khi nó gãy đúng không? Nhiều khi các bạn bào mầm nó cũng chả gãy. Nhưng mà như bên mình là thợ, mình làm cho nhiều khách thì vô tình có một cái nó gãy thôi thì nó cũng rất là khó khăn nha các bạn. Cho nên là mình làm mới làm sao là nó không thể nào mà nó gãy được luôn. Mình làm 10 xe, 20 xe hay là sao đó, mình làm về sau này và sau này nữa thì nó sẽ không bao giờ được gãy lò xo đầu kiểu vậy. Thì mình sẽ xài cái lò xo này thôi các bạn. Còn khi mà mình thấy nó có cái tỷ lệ rủi ro nó gãy thì mình không xài thôi. Vậy thôi nha. Rồi cái lò xo đầu này thì nó có một cái điểm yếu ấy, đó chính là khi mà mình đi cam lớn thì nó sẽ bị thốn lò xo nha các bạn. Lò xo nó dày quá. Cho nên là khi mình đi gối cam lớn nó sẽ bị thốn. Thốn thì mình sẽ phải mài, mài thì nó sẽ hơi xấu. Nhưng mà khi mình gắn vô thì cấu trúc cái thứ của nó vẫn ok thôi. Cái độ đàn hồi của nó thì vẫn ok. Nó không có gì gọi là khác biệt cả. Nó chỉ mỗi cái khi các bạn tháo ra các bạn nhìn vô nó sẽ hơi xấu. Một cái khó của cái lò xo đầu CBR này nữa, đó chính là khi mà mình mài thì mình sẽ không biết cái mài nào là chuẩn. Các bạn mài nhiều quá thì lò xo nó sẽ bị yếu. Nhưng mà nếu mà các bạn mài ít quá thì nó vẫn còn bị thốn, đúng không? Cho nên là cái mài lò xo đầu này cũng cực kỳ là khó nha. Nếu mà các bạn cứ nghĩ mài là ok, là dễ thì các bạn cứ thử cái mài lò xo đầu này, rồi các bạn gắn cho nó một cái cam phù hợp mà nó vừa đủ đi các bạn. Rồi các bạn sẽ hiểu là gắn cái lò xo đầu CBR này nó vất vả như thế nào. Như kiểu là các bạn gắn UMA ấy, thì các bạn đi cam nào cũng được, các bạn gắn vô bụp bụp xong đúng không? Rất đơn giản thôi, xài cái đấy thì đơn giản. Nhưng mà nếu mà xài như kiểu là cái CBR này phải mài cam nhỏ thì phải mài theo kiểu cam nhỏ. Nếu mà cam nhỏ mà mài nhiều quá thì nó lại gọi là dư thừa các bạn, nó lại bị yếu lò xo. Còn nếu mà cam lớn mà các bạn mài ít ít đi ấy, thì nó bị thốn, nhiều khi các bạn không kiểm được ấy thì nó cũng khó nha. Cho nên là mài nhưng mà mình phải kiểm. Nói chung là mình cũng vứt đi cũng khoảng tầm 4-5 bộ đấy các bạn. Mài nó bị sai số ấy, là vứt, là mình sẽ có kinh nghiệm để lần sau mình mài nó vừa đủ. Rồi là khi mà mình gắn lên xe mình phải test, biết cách test nha. Test làm sao để cho khi mà cái gối nó đội lên hết cỡ, nhưng mà cái lò xo của mình nó vẫn đang còn một cái độ nhịp xuống nữa thì nó có nghĩa là không bị thốn. Đó, phải biết cách test nữa. Chứ lò xo CBR này thì gắn vô nó không đơn giản đâu. Nhiều khi cứ nghĩ là mài là được nhưng mà không phải vậy đâu nha các bạn. Nhưng mà mình làm nhiều xe đúng không ạ? Vô tình cái xe nó bị lỗi ấy, thì chấp nhận thôi. Coi như là mình xui hoặc là do mình làm nó có một cái vấn đề gì đấy thì thôi mình chịu chấp nhận, mình phải bảo hành đúng không? Còn nếu mà ví dụ mà triệt tiêu hết tất cả những cái lỗi mà gắn vô 10 chiếc, 20 chiếc mà nó ngon lành, giao xe là chạy bụp bụp luôn ấy, thì mình chưa đạt tới cái tầm đấy đâu. Và thực sự nếu mà những người thợ mà cùng đồng cảm với mình, các bạn sẽ hiểu. Các bạn làm những cái xe độ đi, các bạn làm nó sẽ có những cái khó khăn và những cái gọi là vất vả đúng không? Nhiều khi nó vật cái vấn đề nó, vật cái vấn đề kia. Chỉ cần một sai số nhỏ thôi nó sẽ vật. Đó. Chứ còn nói kiểu 10 xe ra mà như 10. Có thể mình làm một cái xe rất là ngon, ai cũng đánh giá là VIP hết, chạy làm nó Trần Nam sướng lắm rồi, chạy bền lắm, ngon lắm, chạy mãi không hư. Đấy là một cái xe đấy thôi nha. Còn những cái xe khác có thể nó sẽ vật vẹo cái này, vật vẹo cái kia. Xong rồi nhiều khi nó bị lỗi này, lỗi kia, nó cũng phải xử lý lại. Xong này kêu là Trần Nam làm không ăn thua, làm chán lắm. Thì cái những cái ý kiến đấy thì mình cũng chấp nhận thôi các bạn. Tại vì mình cũng không có phải là hoàn hảo. Mình làm nhiều xe nó ok, rất VIP thật. Nhưng mà nhiều xe nó vẫn có những cái lỗi lầm nọ, lỗi lầm kia đúng không? Mình phải xử lý làm lại để bảo hành cho khách. Nhiều khi mất thời gian rồi là khách cũng khó chịu.
thì tùy, nếu ví dụ mà thấy phù hợp ok thì các bạn ủng hộ, còn không thì các bạn cũng biết là mình cũng làm tới đấy thôi, chứ không thể nào mà đảm bảo cho các bạn mà 100% là cứ bụp 65 viên jean là ra là chạy không bao giờ phải bảo hành, rồi là không bao giờ nó hư. Đó, nó còn tùy thuộc vào rất rất nhiều cái yếu tố nữa nha các bạn nha. Thì nói chung là bây giờ là cái xe này là không có touring hay tour rec gì nữa. Bây giờ nếu ví dụ mà làm cái tỷ số ném 2.8 như này, đi tour thứ thì cũng bình thường các bạn, đi thoải mái luôn, nhiều khi nó không hư. Nhưng mà cái tỷ lệ rủi ro nó gia tăng hơn cái nén cũ thôi. Cái nén cũ thì 12.4, 12.5 đúng không? Còn cái nén này thì 12.8, cho nên là nó sẽ căng hơn. Và cái rủi ro của nó thì nó sẽ cao hơn thôi, chứ chưa chắc nó đã hư được đâu nha các bạn nha. Không phải là dễ mà hư nó đâu. Trục cam các thứ thì ok hết rồi, mà cái này thì mai phải nổ máy nha các bạn, nổ máy mới quyết định vấn đề. Tại vì các bạn biết sao, những cái gối cam người ta mài như thế này ấy, nó vẫn có những cái sai số nha, không phải là tuyệt đối 100% đâu. Bất cứ một cái cam nào trên thị trường này thì nó ngon cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà nó vẫn có cái tỷ lệ lỗi. Khi mà các bạn gắn cam vô thì đa số nó sẽ êm thôi, nhưng mà lâu lâu có cái người ta mài nó không được đều hoặc là nó có một cái sai số gì đó các bạn, gắn vô nó sẽ kêu. Có cái ấy, thì nó sẽ gây ra tiếng hú nha, cam nó bị hú cam. Rồi là nhiều khi mà nó có sai số nhiều thì nó sẽ cạch, nó kêu cái tiếng rất lớn luôn. Đó, và bằng mắt thường của mình thì mình sẽ không bao giờ nhìn được. Phải gắn lên xe và mình nổ máy thì mình mới biết được nha. Hoặc là ví dụ các bạn biết ấy, các bạn đo kiểm thật là chi tiết ấy, thì các bạn có thể phát hiện ra một phần. Nhưng mà ví dụ mà nó có những cái sai số nho nhỏ các bạn sẽ không biết đâu, bao các bạn đo luôn. Đó, cho nên là đây là những cái rủi ro, rất nhiều rủi ro. Đồ thì đi kim phun nó có thể nó chết kim phun, lâu lâu có thể nó chết buji, chết bu bin sườn. Hoặc là các bạn bào ghê quá bạn. Đa số này nó cũng bình thường thôi, nhưng mà ví dụ mà chạy mình bào ghê quá, cái độ giãn nở của nhiệt nó làm cho cái mặt phẳng này của mình nó không còn ok nữa, chạy qua thời gian dài nó nhiều khi nó bị lòn nước, nó bị thổi rong các bạn ạ. Mấy cái máy độ này nó có tỷ lệ đấy hết nha, chứ không có đảm bảo tuyệt đối đâu. Cho dù các bạn có nhấn G hay là làm gì thì nó vẫn có những cái rủi ro đó. Nói chung là tất cả những chi tiết này mình làm ở trên cái máy này ấy, thì không phải là mình làm ngẫu nhiên đâu, nó qua quá trình rồi, qua thời gian mà mình trải nghiệm rồi, là kinh nghiệm của mình đã kinh qua gọi là đau đầu nhức óc rất là nhiều rồi các bạn. Đợt trước mình cũng không tin lò xo đầu CVR này, mình gắn mấy cái lò xo hàng thương hiệu lớn trên thị trường các bạn, đồ chơi đấy, nó cũng hành mình ra bã lên bờ xuống ruộng. Nếu mà các bạn không kỹ tính ấy, thì các bạn chơi đầu nào cũng được, nó hơi kêu hay là nó hơi có một cảm giác lạ lạ thì các bạn cũng thấy bình thường thôi. Nhưng mà để nó chuẩn chỉ ấy, thì nó rất là khó nha các bạn nha. Phải qua quá trình thời gian lâu dài, các bạn phải trải nghiệm qua tất cả mọi thứ thì các bạn mới có thể là đưa ra một cái xe mà nó đồ đạc cái thứ nó ok được. Còn làm xe thì mình luôn nói đó, luôn luôn nó có rủi ro, từ xe zin tới xe độ. Xe zin thì nó ít rủi ro hơn, còn xe độ thì nó sẽ nhiều rủi ro hơn. Nhưng mà bên mình làm thì bên mình sẽ chịu trách nhiệm bảo hành trong vòng 1 tháng nha, trong vòng 1 tháng. Có người ta bảo hành 1 năm hay là 2 năm, cái đấy là chuyện của họ, nhưng mà bên mình bảo hành 1 tháng. Bất cứ cái lỗi làm gì bên mình, có thể là xì rong, có thể là trái, có thể là đầu nó có vấn đề gì đó mà do bên mình gây ra thì mình sẽ bảo hành từ A đến Z nha các bạn nha. Rủi ro nó có nhưng mà bên mình chấp nhận bảo hành các bạn. Thì cái máy này mình đã căn chỉnh các thứ ok xong xuôi hết rồi. Cái bơm nhớt thì mình cũng đã thay theo ý anh nha. Cái này là bơm nhớt Uma. Giờ thì muộn rồi, bây giờ mình sẽ nghỉ. Mai mình sẽ lên máy cái này rồi mình sẽ test trên bàn dyno rồi test ngoài mặt đường cho các bạn xem.